Thiện có thể bắt đầu thôi Thiện. Ok mấy chị, tối hôm nay là tối thứ sáu đó, như thường lệ đó mình nói về cái vấn đề system nó như thế nào đó. Nhưng mà tối hôm nay có một cái điều đặc biệt, đó là mình muốn nhấn mạnh về một cái mô hình đấy, về cái income nó như thế nào đó. Là tại vì có một số mấy anh chị, có thể là mình làm business lâu nay nhưng mà mình không biết là, và cái này nó xảy ra chung ở trong network marketing mấy anh chị. Tức là khi mà mình vào đó, người ta nói mình là recruit sponsor, mình không hiểu tại sao phải sponsor. Người ta nói recruit 3 người, 4 người, 5 người, thì mình cũng không biết là tại sao 5, tại sao 4, tại sao 3. Rồi nói với khách hàng đó là mua cái package này, mua cái package kia đó, mình cũng không hiểu tại sao mình phải mua. Rồi mấy anh chị dự những cái conference call, rồi đi dự những cái meeting đó, và hình như là càng nhiều information, càng nhiều thông tin đó, thì mấy anh chị ở trong cái tâm trạng là mình bị rối mà mình không biết là cái đường nào là cái đường mà mình phải đi. Đó là chưa kể trong thời gian đầu đó, mấy anh chị giống như là người chưa có cái nội công thâm hậu đó, đi ra ngoài gặp những cái rejection, gặp người này nói ra, người kia nói vào. Thành ra cái tinh thần mình bị nao núng, và đó là lý do tại sao mà across the board, nguyên cả cái industry đó mấy anh chị, có thể nói khoảng chừng 80-90% những người, người ta drop trong vòng 3 tháng đầu tiên. Phần lớn người ta sẽ drop ở trong cái 1 năm đầu tiên mấy anh chị. Là tại vì vấn đề thiếu thông tin, là tại vì vấn đề mà mình nghĩ quan trọng nhất đó. Thứ nhất là cái sự hỗ trợ, và cái thứ hai mấy anh chị, người ta không biết đường, cái đường đi thôi. Mình nghĩ là một cái lý do đơn giản, người ta chỉ bước đi khi mà người ta thấy có cái con đường nó đã vạch sẵn. Mấy anh chị đồng ý không? Người ta nói một cái câu bằng tiếng Anh đó là nobody want to move until they see the path. Tức là người ta thấy cái path đó mấy anh chị, thấy cái đường mòn đấy. Khi mà mình chỉ con đường đó thì người ta sẽ đi. Nhưng mà đứng trước một cái rừng rậm đó thì mình nói đi đó, người ta sợ, người ta không đi mấy chị. Người ta đi người ta sợ bị sụp hố, hay là người ta không biết đường phía trước thì làm sao người ta đi được. Thành ra đó, mình không có nói về 50 ngàn một tháng, mình không có nói về 10 ngàn một tháng. Mình hôm nay đây, cái đề tài mình muốn nói với mấy anh chị đó là nếu mà mình muốn làm 5 ngàn mỗi tháng thì cái điều kiện nó như thế nào, và cái cách như thế nào. Dĩ nhiên cái bài thuyết trình hôm nay đó mình cũng có một cái disclaimer trước, đó là there will be no guarantee for a certain amount of every month. Ok, mình nói câu tiếng Anh nó cho chắc ăn. Cái này nó không có bảo đảm về cái vấn đề lợi tức nữa. Cái này hoàn toàn nó nằm ở cái ước vọng và cái nỗ lực của mỗi người đó mấy chị ha. Sở dĩ mình chọn 5.000 đấy là tại vì có thể 500 thì nó ít quá, 2.000 thì nó có thể ít quá, 5.000 là cái số tiền tương đối là mấy chị có thể làm part time phụ thêm với cái income mà mấy anh chị đang có, hay là người phối ngẫu của mình có. Và đương nhiên là mình tin là khi mà mấy anh chị đạt được cái mức độ 5.000 mỗi tháng đều đặn đấy, thì con số này nó sẽ lên 10.000, nó sẽ lên 15.000, nó sẽ lên 20.000, chỉ trong vòng một thời gian không có xa lắm. Thành ra mình hôm nay đó, mình muốn nói về cái mô hình mà làm 5.000 mỗi tháng, mà mình mong là một số mấy anh chị tập trung vào đó. Có thể là suốt mấy tháng vừa rồi mấy anh chị chưa đạt cái con số này, thành ra mấy anh chị đang loay hoay như thế nào đó mấy anh chị, thì mình mong là mấy anh chị nên tập trung vào cái mô hình mà mình nói tối hôm nay đó, để mà mấy anh chị thấy rõ cái con đường đi nó như thế nào. Có thể một số mấy anh chị nghĩ là 5.000 nó không có lớn, hay không? Thì đồng ý 5.000 nó không có lớn mấy anh chị. Một số mấy anh chị ví dụ như có tiệm nail đó, mấy anh chị cũng có thể làm 5.000 dễ dàng. Nhưng mà 5.000 ở đây đó mấy anh chị, cái vấn đề là mình gọi là cái residual income đó. 5.000 nó tới đều đặn đó, nó giống như có một cái cỗ máy in tiền 5.000, nó giống như là một có một cái ATM machine ở trong nhà, mỗi tháng mình lấy ra 5.000 đó. 5.000 đồng mỗi tháng đều đặn đó mấy anh chị, nó tương đương với mấy anh chị có 2 triệu đô bỏ trong ngân hàng. Ngân hàng bây giờ người ta ở Mỹ người ta trả 3%. Ở Việt Nam thì trả cao hơn đó, nhưng mà ở Mỹ thì có 3% thôi. 3% một năm 2 triệu đó mấy anh chị, tức là 60.000, 60.000 năm ha. 60.000 năm chia cho 12 nó là 5.000 đồng tháng. Hay là 5.000 đồng một tháng đó mấy anh chị, nó tương đương với mấy anh chị có 3 căn nhà. 3 căn nhà tương đối cũng lớn đó. Ví dụ như mấy anh chị cho thuê khoảng chừng 1.500, 1.800 một tháng. 3 căn nhà mà mấy anh chị phải pay off nha, tức là mấy anh chị phải trả hết rồi đó, không có nợ nần gì hết đó. Bây giờ mấy anh chị cho mướn, ví dụ như mỗi tháng 1.800 hay là 1.500 rồi cái 2.000 gì đó. Average là 1.800 một cái. Thì mình thử hỏi mấy anh chị nữa, ở trong cái kho hôm nay nó có bao nhiêu anh chị có 2 triệu đồng tiền cash đang bỏ nhà băng, hoặc là đang có 3 căn nhà hoàn toàn pay off, hoàn toàn đã trả dứt nợ và đang cho mướn. Mình nghĩ cái con số mà mấy anh chị mình có cái này nó cũng có chứ phải không, nhưng mà không có cao này. Nhưng mà
Một câu hỏi tiếp anh chị, nó mất bao lâu mấy anh chị có được 2 triệu đồng tiền cash để bỏ nhà băng? Hay là nó mất bao lâu để mấy anh chị có thể mua 3 căn nhà, xong đó trả off mấy anh chị, trả hết nợ nần nha. Rồi bây giờ đó mình bắt đầu mình đi tìm người cho mướn. Bao năm, bao nhiêu lâu mới làm được chuyện này mấy anh chị? Có thể một số mấy anh chị nó 10 năm, có thể một số mấy anh chị nó 5 năm. Có số đó có thể nói 5 năm, nhưng mà mình nghĩ phần lớn đó là có thể người ta nói, và mình nghĩ ngay cả người Mỹ cũng vậy, người ta nghĩ là không bao giờ người ta làm được chuyện này mấy anh chị. Nếu vậy đó thì cái bài tôi nói chuyện tối hôm nay đó, mình sẽ nói chuyện, sẽ chỉ cho mấy anh chị là nếu như vậy đó, nếu ngay cả những số người Mỹ người ta nói là con số này là con số impossible đó, thì mình sẽ nói với người ta là mình có cái cách để chỉ cho người ta làm 5.000 đồng mỗi tháng. Và cái cách đó nó mấy anh chị là network marketing, nó cho phép mình làm được chuyện đó. Nó có đầy đủ phương tiện, mình đang có một cái công ty rất lớn, mình đang có một cái sản phẩm rất độc đáo mấy anh chị. Chỉ có một cái là làm như thế nào thôi. Và cái đó là cái mà có thể nhiều người còn loay hoay, có thể là một số mấy anh chị vẫn còn loay hoay và mình vẫn chưa tìm ra được một cái giải đáp cho cái bài toán đó. Thành ra tối hôm nay đó mình sẽ nói về cái này. Làm thế nào để có 5.000 mỗi tháng mấy anh chị? Là tại vì đơn giản đó, theo cái compensation structure của mình ấy, thì cái minimum đó là 5%, dĩ nhiên là mình có 10%, 15%, 16%. Nhưng mà cái minimum mà mình override 6 generation, 6 cái thế hệ đó là 5% đó. Thì nếu mà mình có cái volume từ mình trở xuống là 100.000 thì mình sẽ có được 5% mỗi tháng. Mấy anh chị mà executive đó, nếu mà circle group của mấy anh chị đó là khoảng chừng 35, 36, 38.000 đó, thì mình nghĩ là cái income của mấy anh chị đã làm 10.000 rồi. Mình có một số mấy anh chị trong tháng thứ nhì, tháng thứ ba làm trên 10.000 đô. Đơn giản là tại vì tháng đó cái circle group của mấy anh chị đó có trên 30.000, trung bình 35, 36, 38.000. Mình nghĩ anh Dũng Nguyễn đã làm được chuyện đó, Tony Tà đã làm được chuyện đó, nhiều mấy anh chị đã làm được chuyện đó đó. Trong vòng tháng thứ nhì, tháng thứ ba sau khi join New Skin thôi. Thành ra đó, mình nghĩ là nếu mà muốn làm 5.000 mỗi tháng đều đặn đó mấy anh chị, nó là một cái chuyện khác ha. Và cái đó nó cần, nếu mà mình tính một cách khoa học đấy và tính một cách mà chắc ăn đó, mình chỉ cần phải build một cái organization, một cái hệ thống mà mỗi tháng đó, cái volume, cái doanh số mà khách hàng người ta mua đó mấy anh chị là 100.000. Đây là mình tính cái con số tối thiểu nha. Mấy anh chị có thể được hơn nhiều, hơn 5.000 đó, nhưng mà mình nói con số tối thiểu. Thì mấy anh chị cái con số mà cần để nhắm tới đó mấy anh chị, đó là 100.000. 100.000 sales volume. Bây giờ cái câu hỏi mấy anh chị ha, 100.000 này ở đâu ra? Làm sao có 100.000? Có thể nói một số mấy anh chị nói ở con số này dễ quá. Nhưng mình nghĩ cũng có một số mấy anh chị nói là con số này khó quá. Hoặc là không biết chừng nào mình mới đạt được 100.000, là tại vì mỗi tháng là mình lo 2.000, 3.000 là nhiều khi cũng thấy cũng mệt. Có lẽ một số mấy anh chị nghĩ là từng cái sản phẩm một nó cost 40, 50, 60 thì làm sao mà 100.000. Thành ra mấy anh chị thấy đó là lý do tại sao mình join, mình gia nhập network marketing mấy anh chị. Vì chắc chắn mấy anh chị mình nếu nghĩ tới chuyện bán hàng đó, thì 100.000 đó là con số không phải là con số nhỏ mấy anh chị. Nhưng mà đó là lý do tại sao đó. Mình không muốn bán hàng mà mình muốn build, mình muốn xây dựng cái hệ thống đó là lý do như vậy. Thành ra đó mình có một vài cái giải pháp mấy anh chị ha. Đặc biệt là một số mấy anh chị có tìm neo đó. 100.000 sales volume, mình biết một số mấy anh chị ở trong cái call bữa hôm nay đó, mấy anh chị tham dự webinar hôm nay đó, mấy anh chị đã có cái sales volume trên 100.000. Mình nhớ là mình đạt được cái trên 100.000 này chỉ có vài tháng thôi sau khi mà mình join New Skill. Thành ra một số mấy anh chị đã làm được chuyện này, nhưng mà cái câu chuyện tối hôm nay mình muốn nói chuyện với một số mấy anh chị mới gia nhập, hoặc là mấy anh chị đã gia nhập lâu nay đó nhưng mà chưa đạt được cái con số 100.000 đấy, để mấy anh chị biết là cái 100.000 này nó ở đâu nó ra. 100.000 này làm thế nào để mà mình đạt được đó. Thì nó có nhiều nhiều cách mấy anh chị. Nếu mấy anh chị có tiệm nail đó, thì mấy anh chị có 20 tiệm nail, mỗi tiệm có thể bán được khoảng chừng 5.000 mỗi tháng. Hay là mấy anh chị có 50 tiệm nail, bán mỗi tiệm bán khoảng chừng 2.000 đồng tháng. Hay là mấy anh chị có 100 tiệm nail, mỗi tiệm bán 1.000 đồng tháng. Thành ra nếu mấy anh chị muốn có được 5.000 đồng đều đặn mỗi tháng, có hay không có mấy anh chị đó, nó vẫn tới đều đặn đấy. Thì đây là một trong những cái giải pháp. Mấy anh chị có một số tiệm nail người ta bán đều đặn hàng tháng. Thành ra đó,
anh chị nhìn vào cái con số tiệm nail mà mình có ở trên nước Mỹ này, mình chưa nói tới Đức, mình chưa nói tới Canada, mình chưa nói tới Úc, mình chưa nói tới châu Âu mấy anh chị. Nội ở trên nước Mỹ không đó, mình có 400.000 tiệm nail, đó là một cái con số tương đối cũng khiêm nhường đó. 400.000. Thành ra đó, mình nghĩ là một vài cái thành phố lớn này như Atlanta, như là một vài cái thành phố nhỏ nhỏ thôi đó, thì mình nghĩ cái số lượng tiệm nail nó đã trên cái số 100 này rồi. Cái vấn đề ở đây đó mấy anh chị, ở đây đó mấy anh chị thấy cái chữ gì nó khó chịu không? Cái chữ là chữ sale. Chữ này có thể một số mấy anh chị không thích, là tại vì những tiệm này người ta phải tiếp tục người ta bán. Mấy anh chị thấy không? Nếu mà không không có phải tiếp tục nữa mấy anh chị, tiếp tục bán hàng tháng đó, thì chắc chắn tiệm nail salon đó người ta sẽ có được cái con số này đó mấy anh chị. Nếu mà người ta set up cái ADR cho khách hàng. Nếu tiệm nail không mua, dĩ nhiên là mỗi tiệm nail có thể dùng cho vấn đề service, đặc biệt là trong cái product sắp tới đó, cái máy mà làm body, cái trio đó, hoặc là mình gọi gọi nôm na là cái máy tạo dáng, cái máy đó nó sẽ tạo ra một số cái dịch vụ làm cho cái income cho tiệm nail. Nhưng mà khi mà mình nói về sale ở đây đó mấy chị nên nên tập trung đó là tiệm nail phải có khách hàng người ta mua những sản phẩm của Nu Skin hoặc là Pharmanex và người ta mua đều đặn hàng tháng. Thành ra đó một số các anh chị ở trong cái kho hôm nay có thể đã hình dung ra được cái hệ thống mà mấy anh chị đang đi build những cái con số này rồi ha. 50 mình thấy là một số mấy anh chị có con số cả mấy ngàn rồi, mà mình đang có mấy ngàn tiệm nail để gia nhập hệ thống trong vòng gần 3 năm vừa rồi mà mấy anh chị. Thành ra con số 20, 50, 100 này đó để có thể bán mỗi tiệm 5.000, 2.000, 1.000 nó không có khó. Đặc biệt là mỗi tiệm nail có 1.000 khách hàng là những bà Mỹ tuổi 40, 50 với khuôn mặt đầy wrinkle và cellulite đó. Và người ta muốn được giảm cân, người ta muốn được tan mỡ bụng, tan mỡ cằm, tan mỡ đùi và người ta muốn được lướt cái mặt lên cho nó sáng sủa nó một chút đó, thì mình có đầy đủ những phương tiện để làm chuyện đó. Anh thành ra anh chị thấy đây là một cái kho tàng của người Việt Nam mình, cộng đồng người Việt Nam mình. Nhưng mà tới giờ này đó mình vẫn chưa khai thác hết, dĩ nhiên là đó là cái tiềm năng của một cái thị trường nó rất lớn. Nhưng mà nó vẫn có nhiều cái challenge ở trong đó anh chị. Tức là tiệm nail đó người ta phải sell, tiệm nail đó phải có ADR khách hàng. Anh thành ra cái điểm tập trung ở tiệm nail đó anh chị, không phải là tiệm nail, không phải là ông chủ bà chủ tiệm nail. Nhưng mà qua tiệm nail đó để mà mình có thể approach những người khách hàng Mỹ là những người mà người ta mua đều đặn hàng tháng. Nó có một cái giải pháp khác nữa đó mấy anh chị. Nếu mà anh chị không có tập trung vào tiệm nail, hay là không nhất thiết phải 100% vào tiệm nail đó, mình cũng đề nghị mấy anh chị là 50-50 thôi. 50 vào tiệm nail và 50 vào những người bình thường đi làm, hoặc là có đi làm hãng hay là bà nội trợ gì đó. Mình có sinh viên, mình có nha sĩ, mình có bác sĩ, mình có luật sư, mình có engineer, mình có y tá, mình có cô giáo, thầy giáo, mình có học sinh, sinh viên. Dĩ nhiên là không có học sinh nhưng mà mình có sinh viên. Và đặc biệt là mình có bà nội trợ mấy anh chị ha. Thành ra đó, một cái giải pháp khác cho 100.000 sales volume đó là mấy anh chị có 50 executive, mỗi executive có 2.000 CSV trong circle group của mình. Hay mấy anh chị có 33 executive. 33 executive, mỗi executive có khoảng chừng 3.000 CSV mỗi tháng. Thành ra đó, giữa tiệm nail và những người bình thường đó mấy anh chị, mình đưa ra một số cái giải pháp thôi để cho mấy anh chị thấy 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 rõ đó. Thành ra đây là cái cách, đây là những cái con số đó mấy anh chị, để cho mấy anh chị thấy cái giải pháp nó như thế nào đó. Nó nằm ở một vài cái khía cạnh này. Tức là 20 tiệm nail, 50 tiệm nail, 100 tiệm nail, hay là để coi mình ok, hoặc là 50 executive hay là 33 executive anh chị, và mỗi executive đó có 3.000 hay là 2.000 GSV. Dĩ nhiên đây là không phải là những executive direct của mấy anh chị đâu, đi từ người này nó qua người khác anh chị, và đó là cái ý ha. Bây giờ cái câu hỏi quan trọng anh chị này, làm thế nào, làm thế nào để có 20 tiệm nail, làm thế nào để có 50 tiệm nail, làm thế nào để có 50 executive mấy anh chị, làm thế nào để có 33 executive. Và đây đó là cái cách mà mình muốn nhắc nhở mấy anh chị đó. Dĩ nhiên cái này không có gì mới nữa, mấy anh em mình đã nói cái này thường xuyên mấy anh chị ha, mình nói cái này thường xuyên, mình có đầy đủ những tài liệu, và cái này là một trong những cái mà mấy anh em mình tập trung đó. Chỉ có cái hôm tối hôm nay đó mình muốn nail down đó, mình muốn narrow down, mình muốn chọn chắc chiêu lại đó, chắc lọc lại, đưa ra mấy anh chị một cái mô hình 5.000 một tháng đó,
để mà mấy anh chị nghĩ là à cái này tôi có thể làm được, thì chắc chắn khi mà mấy anh chị giải mã được và tìm ra được cái giải đáp cho cái bài toán này đó, thì cái ngày mà mấy anh chị sẽ đạt 10.000 nó không xa mấy anh chị. Tại vì mấy anh chị làm được 5.000 thì mấy anh chị sẽ giúp nhiều người làm được 5.000, thì tự nhiên mấy anh chị sẽ có 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 đô mỗi tháng mấy anh chị ha. Thành ra đây là một cái điểm tập trung để cho mấy anh chị thấy nè. Thành ra cái vấn đề là làm như thế nào, thì cái đó đó mấy anh chị, nó cần hai cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là cái yếu tố thời gian mấy anh chị, không thể nào đó mình đi tắt được. Và cái đó là cái một cái điều mà mình có thể nói chắc với mấy anh chị đó. Không thể nào mình đi tắt được mấy anh chị ha. Nó cần có thời gian, nó như một cái người nông dân, mình rải cái hạt giống xuống và mình cần phải chăm sóc, mình cần phải phân bón, mình cần phải tưới nước, mình cần phải chắc chiêu nâng niu nó và nuôi dưỡng nó đó, mà cái đó nó cần thời gian mấy anh chị. Và cái thứ hai đó, mình cần build cho nó đúng. Ở đây mình không có nói vấn đề đi đi sale mấy anh chị ha. Sale ở đây đó, mình nghĩ là đương nhiên là mình cũng phải sale cái product, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sale ở đây đó có nghĩa là mình chỉ share những cái câu chuyện về những cái công dụng của những sản phẩm đó, mình share cho những hàng xóm, bạn bè, hàng xóm láng giềng anh chị. Một số người người ta tự người ta mua lấy thôi, người ta mua lấy, hay là những người distributor mà mình mang vào, người ta mua cái product, người ta xếp cái ADR, người ta dùng cho chính cá nhân người ta, gia đình cá nhân cái của người ta anh chị, thì tự nhiên mình cũng có cái volume thôi. Nhưng mà cái ý ở đây đó, mình muốn nói về cái vấn đề là ngay từ đầu nếu mấy anh chị làm cho nó đúng đó, thì cái con đường đó là cái con đường ngắn nhất. Thành ra mình sẽ không có bao giờ mình chỉ cho mấy anh chị cái technique đi sale thôi. Là tại vì có thể nói là khi mà mình chỉ mấy anh chị cách technique đi sale đó, thì tất cả mọi người đều đổ đi ra ngoài và đi tìm khách hàng, và mình phải bán cái sản phẩm. Mình nghĩ là cái đó là cái kỹ năng nó cần có đó, nhưng mà thực tế ra nó không phải là cái kỹ năng phải có mấy anh chị. Cái phải có ở đây đó là mấy anh chị phải là người học trò, phải là student. Mình không bắt mấy anh chị phải là người thầy giáo này, mình chỉ muốn đòi hỏi đó mấy anh chị đó là cần phải làm người học trò này. Mà tại vì chỉ có người học trò đó thì mình mới học, mình mới theo những cái instruction, mình mới theo những cái lời chỉ dẫn. Mà mấy anh chị biết cái khó khăn nhất là gì mấy anh chị? Mình là người lớn, thật ra không bao giờ mình nghĩ mình là học trò ấy mấy anh chị. Mình nghĩ mình đã biết rồi, mình nghĩ là mình giỏi hơn người apply của mình. Mình nghĩ là trời mấy cái này đâu có gì đâu, ba cái này thì dễ quá mà, tôi có tiền tôi bán được mà, đâu có sao đâu. Và cái đó nó là cái yếu tố mà nó gây ra nhiều cái trở ngại mấy anh chị, nhiều cái thử thách nhé. Mà tại vì mình vẫn không làm cho nó đúng. Có một số mấy anh chị quên mất là mình đang ở cái nó gọi là multi-level. Tại vì nếu mà muốn mấy anh chị muốn bán đó, thì nên nên mấy anh chị nên đi bán một cái công ty nào đó mà mỗi lần mấy anh chị bán ra nó đưa cho mấy anh chị 30-40%, chứ nó đâu có đưa 5%-6% mấy anh chị. Sở dĩ mình 5-6% là tại vì mình có nhiều tầng này. Ở Việt Nam kêu là đa tầng là vậy đó, là có nhiều tầng mấy anh chị. Thành ra cái ăn tiền của mình nó nằm ở chỗ nhiều tầng chứ không phải là một tầng. Nếu mà một tầng đó là cái lối kinh doanh, lối đi bán kinh doanh truyền thống này, mình đây là loại đa tầng mà nhiều tầng đó mấy anh chị. Và đó là cái điểm độc đáo, và đó là lý do tại sao nó cho một người bình thường có thể làm được chuyện phi thường, là nhờ cái vấn đề đa tầng, là nhờ cái vấn đề multi level, là nhờ cái vấn đề mình leverage được cái sức lực của nhiều người khác đó. Thành ra đó, nguyên cái buổi tối hôm nay đó mấy anh chị, cái system mà mình muốn nhắc với mấy anh chị đó, nó nằm gọn ở cái trang này thôi, để mình giải thích cho mấy anh chị nha. Mình không có tiện là làm từng phần đó, thành ra mình đưa nguyên một trang này đó để cho mấy anh chị thấy nè. Khi mà vào đó mấy anh chị, mọi người đó đều cần có cái prospect list. Từ cái prospect list á, mấy anh chị đừng đừng có nhìn phía bên tay phải liền nha, mấy anh chị nhìn theo cái lời mình nói để mấy anh chị có thể theo dõi nha. Khi mà mấy anh chị có cái prospect list và mấy anh chị nói chuyện với cái người mà mình gọi là prospect á, mình tạm gọi là cho prospect, tiếng Việt đó thì mình muốn dùng cái chữ là những người mà mấy anh chị quen biết đó, cái đối tượng mà mấy anh chị quen biết, mấy anh chị muốn nói chuyện đó, muốn giới thiệu về cái cơ hội, muốn giới thiệu về những cái sản phẩm. Sẵn đây đó mình nói luôn có một cái ý niệm khác đó mấy anh chị. Một số mấy anh chị nói là không biết là tôi phải nên nói về sản phẩm hay là nói về cơ hội mấy anh chị. Thành ra đó, cái câu đó là cái câu mà rất nhiều mấy anh chị vẫn còn băn khoăn. Thành ra đối với mình đó mấy anh chị, cái cơ hội nó cũng là một cái sản phẩm thôi. Nu Skin có nhiều sản phẩm, trong đó có sản phẩm của Pharmanex về thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Có sản phẩm về Nu Skin là về dinh dưỡng, về về dưỡng da mấy anh chị. Nhưng mà đồng thời có một cái sản phẩm khác đó, độc đáo không kém đó, đó là cái cơ hội kinh doanh với Nu Skin.
để có thể tạo ra cái thu nhập đó gì. Thành ra cái vấn đề là nó tùy theo cái đối tượng mà mấy anh chị nói chuyện đó, coi thử người ta có nhu cầu là cái gì, thành ra mình nói về cái đó. Cái vấn đề ở đây đó mấy anh chị biết, không phải là mình bán cái mình có, mà mình phải bán cái người ta cần đó gì, nếu mà mình muốn dùng cái chữ bán, thấy không? Thành ra tạm thời đó, luôn luôn đi ra ngoài đó, mình không phải là salesperson. Salesperson đó là bán cái mình có, nhưng mà mình là người marketing mấy anh chị, mình là marketer mà. Marketing có nghĩa là mình bán cái người ta cần. Và đầu tiên hết là muốn người biết người ta cần cái gì đó mấy chị, mình phải hỏi. Mình phải là người hỏi nhiều câu hỏi, mình phải tận dụng hai cái lỗ tai thay vì mình tận dụng một cái miệng mấy chị em. Tận dụng hai cái lỗ tai đó để mà mình hỏi những câu hỏi, mình hỏi, mình deeply connect đó, mình thấu hiểu người ta cần cái gì. Sau đó đó mình đưa ra cái giải pháp cho cái vấn đề mà người ta có. Mấy chị cứ hỏi người ta đang có vấn đề gì thôi. Người ta đang có vấn đề về bệnh, về vấn đề sức khỏe, người ta đang có bố mẹ đang có vấn đề về sức khỏe, người ta đang có cái vấn đề gì đó về vấn đề công ăn việc làm, và đặc biệt là trong thời buổi kinh tế hiện nay đó mấy chị. Mình nghĩ cái bấp bênh của cái công việc, của cái job đó, nó vẫn còn có thể kéo dài trong vòng 5-10 năm tới. Và đó là lý do tại sao vấn đề nhiều khi mình không hỏi thôi, nhưng mà khi mà mấy chị hỏi, nó luôn luôn mọi người đều có vấn đề mấy chị. Thành ra đó, ý ở đây đó mấy chị, khi mà mấy chị nói chuyện với người prospect đó, mấy anh chị đừng có ngại là cái câu trả lời là yes or no nha. Là tại vì nó chỉ có 3 trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất là người ta say no mấy anh chị. Trường hợp thứ hai đó, người ta trở thành khách hàng của mình. Và trường hợp thứ ba mấy anh chị, người ta trở thành distributor. Thành ra mấy anh chị đừng có ngại là tại vì mấy anh chị biết chắc là người ta chỉ nằm một trong 3 trường hợp này thôi. Thấy không? Bây giờ mình nói trường hợp thứ nhất mấy anh chị. Nếu mà người ta say no đó, say no ở đây màu đỏ đó, thì chuyện gì xảy ra mấy anh chị? Không sao hết đó. Mình vẫn giữ cái relationship. Mình vẫn giữ người bạn như người bạn. Đặc biệt đó, mấy người say no hình như là người trong gia đình mình vậy. Thì chẳng lẽ là mình lại từ ông anh, từ đứa em mình đó thì kỳ quá. Hay là đuổi ông anh rể ra khỏi nhà thì kỳ quá. Thành ra, nó chỉ có một cái đó. Mình vẫn giữ cái relationship một cách lịch sự. Vì mấy anh chị biết này, cái gì mình thích không có nghĩa là mọi người đều thích. Mấy anh chị nhớ điều đó. Ha. Không phải cái mình thích là mọi người đều thích đâu mấy anh chị. Không có đó. Mọi người đều có cái suy nghĩ riêng của người ta. Và mọi người đó, và mấy anh em mình cũng nên tôn trọng cái ý kiến khác biệt của nhiều người khác mấy anh chị. Vì sau đó là vì gì mấy anh chị? Mình một cách rất vui vẻ đó, mình hỏi cái referral ha. Mình hỏi là anh chị có quen ai đang đi làm, có nhu cầu muốn làm business thì cho em hay. Hay là anh hay chị có một số người nào đó ở bên quen bên Úc hay là quen bên Canada đó, người ta sợ hỏi ủa làm gì vậy? Là tại vì cái business em sắp mở ở bên đó, đang mở ở bên đó, em có ý định mở rộng cái thị trường ở bên kia, em đang đi tìm nhiều người làm đại lý, vậy anh chị có quen ai không? Đó, người ta say no về cái sản phẩm cũng tương tự như vậy. Mấy anh chị có quen ai đang có cái vấn đề về sức khỏe em, thì ra mình có những cái phương tiện đó, mình có những cái sản phẩm nó rất hay để mà giúp cho người ta. Thành ra một cách nhẹ nhàng mấy anh chị luôn luôn hỏi cái referral em. Cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai mấy anh chị là người ta dùng cái sản phẩm. Ngay từ đầu đó người ta thích cái sản phẩm, người ta sẽ dùng cái sản phẩm. Thì có hai trường hợp, nếu người ta là customer đó anh chị. Thì một là người ta mua cái sản phẩm, mua cái product, người ta nói tôi không biết cái này ra làm sao, tôi để tôi dùng thử một tháng qua thử ra làm sao. Thì người ta sẽ là one time customer anh chị ha, người ta mua với giá retail. Nếu mà có một số người mà người ta nói ô cái sản phẩm này giá nó hơi cao, bây giờ có cách nào tôi mua rẻ được không? Thì có thể là preferred customer. Mấy anh chị nói về cái ADR mấy anh chị. Cái ADR là cái mấy anh chị nên nói nè. Chứ không phải là cái product. Mấy anh chị khi mà người ta thích dùng cái sản phẩm rồi đó, mấy anh chị phải nói rất nhiều về cái ADR đó. Là tại vì đây là cái phương thức để mà tiết kiệm tiền cho người ta. Cái giá rẻ hơn giá wholesale, thỉnh thoảng được những cái promotion. Mấy anh chị check với customer service đó, thì sẽ biết ngay đó là trong tháng đó nó có cái promotion là cái gì. Tiền shipping nó 6-7 đồng thôi mỗi lần ship đi. Và đặc biệt đó là 20% credit cho tháng tới trong vòng 12 tháng đầu, tháng thứ 13 trở đi đó, nó credit 30% anh chị. Tức là mình mua 100 đồng bữa tháng này đó, thì tháng tới mình có 20 đồng miễn phí để có thể mua bất cứ đồ gì mình muốn. Thành ra đây là một cái lợi.
có một số người người ta nói ô tôi không có biết tôi mua hay không mua mà là thì làm sao mà tôi đưa cái credit card để nó trả tiền hàng tháng được. Thì mấy anh chị cứ nhẹ nhàng, người ta nói thì anh chị cứ thử một tháng đi, tháng tới mấy chị cancel cũng được, nhưng mà đừng có bỏ mất cái cơ hội 20% tháng này. Là tại vì tháng tới mấy anh chị cash ra dùng 20% mà credit cho tháng này đó, rồi sau đó mấy anh chị cancel cũng được mà đâu có mất mát gì đâu. Đó, thành ra cái ADR là cái mà rất quan trọng và mấy anh chị nên tập trung vào cái ADR này. Ở đây đó mấy anh chị thấy là bây giờ người ta có là customer, one time customer hay là prefer customer đó. Cái chuyện mà mấy anh chị phải làm đó là gì? Là cái vấn đề này. Tức là mình phải lên đây và mình lại phải hỏi referral tiếp. Đó mấy anh chị ạ. Trong cái những cái trường hợp mà khách hàng mình luôn luôn hỏi referrals mấy anh chị có quen ai có nhu cầu giống như anh chị không? À, sao bác ở nhà sao? Ô rồi trong cái câu chuyện đó, mấy anh chị sẽ nghe người khách hàng nói là tôi có bà dì ở bên Việt Nam cũng có tình trạng tương tự, hay là bà cô tôi ở Canada nó cũng vậy. Ô tôi có một hàng xóm hay là có một cái người mà làm chung hãng nó mà cũng hay bị dứt đầu lắm chẳng hạn. Hay là đang bị cái này bị cái kia đó. Mấy anh chị trong cái lúc nói chuyện đó, mấy anh chị càng hỏi nhiều đó, thì mấy anh chị sẽ tìm ra được rất nhiều cái trường hợp mà người đó người ta sẽ giới thiệu với mấy anh chị tiếp. Thành ra trong cả hai trường hợp này, mấy anh chị luôn luôn phải hỏi referral. Rồi, bây giờ đó, mình qua cái trường hợp thứ ba. Tức là người đó trở thành distributor mấy anh chị. Thì khi mà người ta trở thành distributor đó, có thể là một số mấy anh chị nói quá là người ta sign up là tại vì người ta muốn có một cái mã số để mà mua được với giá wholesale. Hay là người ta thích thú về cái business opportunity mấy anh chị, thì người ta sign up. Trở thành distributor đó, bây giờ cái việc mà mấy anh chị phải làm đó là in cái tờ 8 filter ra và đưa cho người ta. Là tại vì mấy anh chị nói là nếu mấy anh chị muốn có cơ hội thành công trong business này đó, thì đây là 8 bước mấy anh chị phải làm. Phải làm đó. Tại vì nếu mà mấy anh chị làm được 8 cái phần này đó, thì cái cơ may mà mấy anh chị thành công sẽ rất cao. Thành ra đó, mấy anh chị đưa cái tờ đó ra xong rồi đó, bây giờ đó mấy anh chị quan sát. Nếu mà người ta không qua lọt cái 8 cái cửa ải này đó, thì người ta sẽ trở thành người mà cái mà mình gọi là casual distributor, tức là những người distributor mộng bình thường thôi. Mộng bình thường, có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Những người này thường là rất bận rộn, không bao giờ có giờ. Những người này lâu lâu mới lên conference call. Những người này mỗi lần mà mấy anh chị gọi đi đâu đó, người ta không có muốn đi. Những người này là những người mà mấy anh chị nói làm prospect list nghe, người ta nói tôi có cái list rồi, nó nằm ở trong cái phone hay nó nằm ở trong cái đầu tôi đấy. Tôi nhớ là tôi đâu có cần phải viết xuống giấy. Những người này mấy anh chị nói người ta là ở nhà nó có làm party nấu nồi bún bò Huế, mời ai về đó thì nói là vợ tôi không biết nấu bún bò Huế. Hay là tôi không có bạn, hay là tuần tới tôi bận rồi nha. Con chó tôi nó bị nhức răng, hay là bà nội vừa có baby, hay là đủ trăm ngàn lý do khác đó để mà người ta không làm việc đó mấy anh chị. Thì đây là những cái trường hợp mà người ta là casual distributor thôi. Mấy anh chị đừng có buồn là tại vì sao? Mỗi người mỗi ý mấy anh chị, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nó không có ai giống ai hết. Khi mà người ta không qua lọt 8 cái filter này thì mấy anh chị biết ngay là người ta là những người distributor mộng bình thường ở trong ngoặc kép anh chị, mộng bình thường. Sau đó là gì mấy anh chị? Nói gì thì nói. Mấy anh chị phải hỏi referral nha, mấy anh chị đi cái đường lên phía tây này để hỏi referral để mà mình tiếp tục. Mình tiếp tục mình nói chuyện tiếp. Casual distributor mấy anh chị, đừng bao giờ mấy anh chị thả người ta ra hết. Là tại vì những người này đó có thể là cái timing, cái thời điểm nó chưa thích hợp thôi. Nhưng mà luôn luôn mấy anh chị nói với người ta, giới thiệu với người khác. Ai cũng có bạn có bè mấy anh chị. Cái vấn đề là tại mình không hỏi thôi mấy anh chị ha. Nhưng mà nếu mấy anh chị hỏi luôn luôn người ta sẽ giới thiệu. Hay là trong cái nói chuyện đó mấy anh chị hỏi thì người ta sẽ nói ra là à, tôi có người bạn chỗ này. Mấy anh chị chỉ hỏi những câu đơn giản thôi. Anh có quen ai ở California? Anh có quen ai ở Florida? Hay là năm ngoái anh đi đâu vậy, anh có đi xa không? Ô anh có bạn ở Boston hả, bạn anh ở đó đang làm gì? Hay là có gì anh giới thiệu tôi đi, tôi sẽ gửi một vài cái link, hay là có thể là three way để tôi giúp. Là tại vì biết đâu được mấy anh chị, qua cái referral này đó, mình có thể tìm ra được một hai người gì đó mà người ta năng nổ đó, thì biết đâu cái người mộng bình thường này đó, người ta sẽ trở thành một cái con người hoàn toàn khác. Biết đâu được mấy anh chị. Và trong quá khứ và trong thực tế mình đã thấy có nhiều trường hợp như vậy lắm. Bây giờ đó, nó có một cái trường hợp khác, là trường hợp mà cái này mình mong muốn lắm anh chị. Là có một số ít đây, có thể 10 người distributor đó. Cái tin này là tin buồn nha mấy anh chị. Cái tin buồn nhưng mà đồng thời cũng là tin vui đó.
tin buồn là có thể có khoảng chừng 80% những người không có đi qua khỏi 8 cái filter, người ta sẽ trở thành distributor mộng bình thường. Nhưng mà ngược lại đó anh chị, nếu mà anh chị có 10 người đó, thì trong đó sẽ có 2 người, người ta sẽ qua lọt 8 cái filter này, có thể chỉ trong vòng 2 ngày, có thể chỉ trong vòng 1 tuần, hay là có thể chỉ trong vòng 1 tháng cũng được, không sao. Đó. Trong đó 8 cái filter thì mấy anh chị biết rồi, chút xíu là mình sẽ nhắc lại. Nhưng mà khi người ta vào đó mấy anh chị, người ta làm cái business, người ta set cái goal, người ta làm cái prospect list, người ta hẹn ngay bạn bè weekend này, mấy anh chị thấy không? Cái thứ tư đó người ta dùng cái sản phẩm, cái thứ năm đó là người ta set cái ADR, cái thứ sáu đó là người ta submit liền cái LOI vì người ta muốn nổi trong tháng này, người ta hit được 1.000 điểm. Cái thứ bảy mấy anh chị, người ta tham dự những conference call thường xuyên. Và cái thứ tám đó, người ta mong là người ta register liền cho cái TEU kỳ tới hay là cái convention kỳ tới vì người ta muốn qua bên Provo Utah, muốn nhìn thấy tận mắt cái cơ sở, muốn gặp những người thành công. Nó 8 cái filter đó mình nghĩ là nó không có khó mà gì, nhưng mà cái đó là cái để mà mình sàng lọc và mình biết ai là những người mộng bình thường và có ai là những người có cái mộng không bình thường thế nào mà gì. Nên đó là những người mà mình gọi là system builder đó. Bây giờ có system builder hay là những người mộng bình thường đó mấy anh chị, cái sau cùng vẫn là cái referral. Anh thành ra đây là một cái chart để cho mấy anh chị thấy nè. Bây giờ mình hỏi mấy anh chị nha, ở trong cái chart này nè, nó có một cái mấu chốt mà thường đó mấy anh em mình không nghĩ ra và rất nhiều người không làm. Cái này nó gọi là cái loop mấy anh chị. Cái flow chart, cái này nó gọi nôm na là, không biết tiếng Việt kêu là cái gì đó, nhưng mà tiếng Anh người ta gọi là cái flow chart. Và khi mà đã gọi là flow đó mấy anh chị, tức là nó phải di chuyển, nó phải luân lưu. Nó không có cái end của nó mấy anh chị. Cái này là một cái loop mấy anh chị thấy không? Cái chỗ nào cũng vậy, nó cũng có cái đường để nó chạy hết á. Và nó chạy xong nó vô một đầu đó thì nó phải ra một đầu. Mấy anh chị thấy có cái nào nó vô mà nó không ra không? Hầu như cái nào nó cũng có cái vô của nó và cái ra của mấy anh chị. Nhưng mà trong đó nó có một cái chỗ, nó có một cái chỗ mà mình có thể gọi là cái mấu chốt khiến cho cái flow đó nó liên tục đó mấy anh chị. Mấy anh chị biết cái nào không? Có ai biết được giơ cái bàn tay lên để mình có thể mở ra để cho mấy anh chị có thể thấy. Có ai thấy được? Mấy anh chị mà dự webinar đó, mấy anh chị bấm cái dấu bàn tay để mình unmute ra để cho mấy anh chị. Mình hy vọng là mấy anh chị thấy cái này. Nha. Để mình mở cái line này cho anh Kiệt Nguyễn cái coi. Hello Kiệt ơi. Dạ, hello anh Dinh. Rồi, Kiệt thấy cái gì? Cái mấu chốt nó nằm ở chỗ nào để khiến cho cái flow này nó liên tục, không nó không bị cắt quãng. Kiệt có thấy không? Dạ, em chưa thấy. Chưa thấy mà giơ tay. Ok. Rồi, ok Kiệt nha. Anh chị thấy nè, cái quan trọng nó nằm ở chỗ này nè. Quan trọng nó nằm ở chỗ cái referral. Vì mấy anh chị nghĩ thì nếu không có hai cái này đó mấy anh chị, thì tất nó giống như nó cắt hết cái con đường đó. Tất cả những cái này nó sẽ không trở thành, nó không trở thành nguyên một cái loop, nó sẽ không đi cái vòng tròn đó mấy anh chị, nếu mà nó bị cắt ngay cái chỗ này. Thật ra mấy anh chị thấy không? Hỏi referral là cái mà nó phải liên tục, nó cho người của mình cũng giống như trường hợp Kiệt cũng vậy. Kiệt dư biết cái này đó, tức là nếu mà Kiệt không có người liên tục thì chắc chắn mấy anh em mình sẽ gặp khó khăn. Chắc chắn mấy anh em mình sẽ ngồi gọi cold call. Chắc chắn mấy anh em mình sẽ nghĩ tới vấn đề mình quảng cáo. Chắc chắn mấy anh em mình sẽ chạy ngược chạy xuôi. Vì có một lúc nào đó mấy anh chị cảm thấy là mình bị tuyệt vọng hay là mình bị thất vọng. Đó là tại vì cái business này nó sao nó khó quá. Thành ra đó mấy anh chị, cái referrals này đó nó đúng nghĩa ở trong cái mà mình gọi là cái warm market. Nó cái thị trường nóng, thị trường ấm đó mấy anh chị. Là tại vì những cái referral này đó nó qua cái người bạn của mình mà. Nó qua cái người prospect là người bạn của mình mấy anh chị. Thành ra bạn của bạn hay là bạn của người bà con đó, nó cũng là người bạn. Thành ra mấy anh chị thấy có hai chuyện mà rất ít mấy anh em mình làm đó là hỏi referral. Và đó là lý do tại sao cuộc số mấy anh chị ở trong cái call hôm nay đó có thể đã gặp trở ngại, đang gặp trở ngại. Là tại vì mình không complete cái mà nó gọi là cái flow. Cái flow đó mấy anh chị, cái dòng luân lưu đó. Nó không có luân chuyển được, nó không có luân lưu được. Nó giống như cái dòng suối mà nó phải luân lưu đó thì cái suối nó mới sạch, nó mới thơm tho, nó mới trong được mấy anh chị ha. Đây nó bị cắt, nó bị nghẽn đó mấy anh chị.
chính vì cái chỗ mà bị nghẽn đó, mấy chị sẽ thấy này, cái đó là cái hỏi referral. Thật ra mấy chị khi mà vẽ ra cái chart này đó, mấy chị sẽ hiểu ngay là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào, hay là nói nôm na theo cái danh từ mà mình hay xài đó, cái huyệt đạo nó nằm ở chỗ nào mấy chị. Đó là cái huyệt. Cái huyệt nó nằm ở chỗ là thường nó mình không hỏi referral. Có thể là người này là khách hàng, người ta say no, cái mình ghét quá, mình bấm cái dấu delete để mình delete người đó ra khỏi cuộc đời của mình vĩnh viễn. Mình vĩnh biệt người đó, không phải là tạm biệt anh chị, mình hít cái chữ delete, cái là coi như xong. Hay là một số mấy anh chị viết cái tên ở đó xuống giấy rồi châm lửa đốt, coi như cái người đó biến mất khỏi cuộc đời của mình là tại vì mình ghét quá. Mấy anh chị không nên làm như vậy đâu, tại vì mình phải hỏi referral. Hay là customer cũng vậy mấy anh chị, người ta mua xong một cái sản phẩm đó, mấy anh chị phải nhớ này, 60 ngày mình phải scan lại cho người ta. Sản phẩm gửi về nhà đó, mình phải gọi lại hỏi là anh chị đã mở cái hộp ra chưa, mấy anh chị uống rồi chưa, rồi ngày đầu thấy làm sao, 3 ngày sau mấy anh chị gọi lại. Sao bữa nay là ngày thứ 3 rồi, anh thấy uống cái vitality ra làm sao anh? Hay là một tuần đó mấy anh chị phải gọi lại. Và trước khi cúp phone đó, mấy anh chị luôn luôn hỏi một cái câu. Cái này giống như cái câu mà câu xề đó của Kim Tử Long. Tức là luôn luôn có câu là anh chị có quen ai nhờ giới thiệu giùm, xin giới thiệu với bà con, cô bác và bạn bè xa gần. Mấy chị phải luôn luôn có cái câu xề đó mấy chị. Cũng giống như là distributor cũng vậy. Người ta là distributor, người ta không qua nổi 8 filter đó, vì người ta là những người mộng bình thường đó. Cái câu hỏi luôn luôn mấy anh chị nè, nhắc nhở người ta làm những cái chuyện mà người ta phải làm. Và trước khi cúp phone, trước khi tắt cái Skype, trước khi tắt, hay là mấy anh chị viết một cái note ở trong Facebook chẳng hạn, luôn luôn có câu xin giới thiệu với bạn, với bà con và bạn bè xa gần. Mấy anh chị nhớ nha, xin giới thiệu với bà con và bạn bè xa gần, nó đúng 11 chữ mấy anh chị. Xin giới thiệu với bà con và bạn bè xa gần. Mình nói vậy nhưng mà dĩ nhiên là trong cái cách nói mấy anh chị có thể nói khác lên một chút. Hay là người ta là system builder đi nữa đó mấy anh chị. Người ta có cái prospect list thì mấy anh chị biết rồi. Từ cái prospect list đó, mình lại tiếp tục cái flow này. Thành ra đó không phải lúc nào mấy anh chị cũng tìm người cho mình đó. Mấy anh chị tìm người cho mình chỉ thời gian đầu thôi. Sau đó mấy anh chị giúp những người trong hệ thống của mình, người ta đi tìm người. Vì một ngày nào đó, có thể nói là một số người nào đó người ta bỏ vì một vài lý do gì đó mấy anh chị, thì những người ở dưới người ta trồi lên và người ta trở thành direct của mấy anh chị mà. Thành ra đó, cái challenge, một cái thử thách nào mình, mấy anh chị mà mình sẽ đưa ra tối hôm nay đó mấy anh chị. Mình challenge mấy anh chị đó là nhìn vào cái hình này đó, và phải complete cái flow đó, tức là mấy anh chị phải không bị nó chặn ngay cái chỗ nào hết đó. Và mấy anh chị sẽ hiểu được nè. Mấy cái hình này đó mấy anh chị nhìn vào màu đỏ, màu vàng, màu xanh đó. Mấy anh chị biết ngay là cái người mà mình nói chuyện với mấy anh chị, người ta chỉ rớt vào trong 3 trường hợp này thôi. Và cả 3 trường hợp này nó không có trường hợp nào tệ mấy anh chị. Nó không có trường hợp nào mà tệ quá đến nỗi mà tối mình phải đập đầu vô gối. Hoàn toàn không có trường hợp nào tệ mấy anh chị. Nó chỉ có tệ đó là nếu mấy anh chị không hỏi referral, không hỏi người ta giới thiệu, không ca cái câu là xin giới thiệu với bà con và bạn bè xa gần, thì cái đó mới là tệ mấy anh chị. Cái đó là coi như mình chặn đường luôn đó. Mình nghẽn đường luôn. Thành ra đó, mình đề nghị với mấy anh chị đó, nhìn cái hình này, và mấy anh chị sẽ biết được ngay đó là mình đang bị gì, mình đang bị nghẽn ở chỗ nào. Và mấy anh chị sẽ thấy là không có cái trường hợp nào tệ mấy anh chị. Người ta say no hỏi referral, người ta là khách hàng hỏi referral, người ta là distributor thì người ta qua cái 8 filter, không có trường hợp nào tệ mấy anh chị. Có những người mộng bình thường mà thì người ta cũng hỏi referral, và có system builder thì người ta đã có cái prospect list này. Và cái này nó phải giống như một cái nhà máy mấy anh chị, nó giống như một cái factory đó, một cái nhà máy mà nó sẽ đào tạo ra executive, nó sẽ đào tạo ra khách hàng, nó sẽ đào tạo ra vô số những người referral để cho cái hệ thống của mình mấy anh chị. Nó chạy liên tục, nó chạy liên tục mỗi ngày. Có hay không có mấy anh chị, nó vẫn chạy liên tục. Thành ra có thể nói là đây là một cái flow quan trọng đó, và mình mong là mấy anh chị thấy được cái quan trọng, cái huyết mạch nó nằm ở cái chỗ là cái referral đó, là cái mà rất ít mấy anh chị làm. Mình có thể quan sát là mình thấy rất ít mấy anh chị làm cái chuyện này nha. Thành ra cái hỏi referral mới quan trọng mấy anh chị, chứ không phải là mấy cái khác nó quan trọng đó. Nhưng mà cái yếu điểm của nó đó, cái yếu điểm của mà mấy anh em mình làm đó, là cái vấn đề không hỏi referral thôi. Thành ra mình hy vọng là với tối hôm nay đã nhìn cái show này mấy anh chị có thể thấy rõ hơn một chút.
Thật ra build cái network of people mấy anh chị, mấy anh chị phải nghĩ về cái concept này. Ví dụ như mình mang 4 người, cái này là cái ví dụ nha, mấy anh chị có thể làm hơn, ít hơn, nhiều hơn tùy. Nhưng mà cái powerful của cái số lượng lớn đó mấy anh chị, ví dụ như hồi nãy mình nói về 1.000 tiệm, hay là 500 tiệm, hay là 100 tiệm, hay là 1.000 người đó mấy anh chị. Chắc chắn không có ai quen 1.000 người đâu. Nhưng mà chỉ có một cái là qua người khác mình biết được đó, người đó có bạn bè, có nhiều người khác mà chị, qua cái multiplication, qua cái cấp số nhân, qua cái vấn đề bội số đấy, nó mới ra cái vấn đề 4, rồi mỗi người biết 4 người, nó lên 16, biết 4 người, nó lên 64, mỗi người biết 4 người, nó lên 256, mỗi người biết 4 người, nó lên 1024. Cũng giống như tối hôm nay mình gặp anh Vũ với Thủy Tiên là đám cưới trong weekend này đó, thì mình hỏi anh Vũ là weekend này có mời bao nhiêu người đó, thì Vũ nói 400 người, nó mấy chị đó. Hai vợ chồng, cô dâu, chú rể biết 400 người. Biết thân để mà mời thì đi đám cưới mấy anh chị. Nếu vậy đó thì mỗi người biết rất nhiều người mấy anh chị. Chỉ có vấn đề là mình tận dụng đó. Thành ra mình cũng đề nghị mấy anh chị, nếu mà nghĩ là mình hết người đó, thì cứ tưởng tượng như weekend tới đó mấy anh chị làm đám cưới đó, bây giờ mời ai. Chắc chắn tự nhiên mấy anh chị sẽ nghĩ ra nhiều người lắm. Và mấy anh chị cũng đừng có prejudge người ta, đó là người ta không làm được hay người ta. Vì cái key là gì mấy anh chị? Hỏi referral. Xin giới thiệu với bà con và bạn bè xa gần, đúng 11 chữ. Và mấy anh chị cứ tiếp tục như vậy, hỏi mọi người cái chuyện đó ha. Thành ra với cái công thức mà mình muốn đưa ra đó, về cái vấn đề 5.000 mỗi tháng đó mấy anh chị. Nếu mấy anh chị có một cái hệ thống của những người distributor, và đồng thời bên cạnh đó, những người distributor này đồng thời người ta cũng là khách hàng mấy anh chị. Thì nếu mấy anh chị có 1.000 người, mỗi người xài với mình 100 đồng đi, mình biết chắc chắn đó là một số mấy anh chị xài 600, 800, mình thấy có một anh ở Việt Nam xài 1.000 đồng tháng. Một số mấy anh chị có thể có nhiều hơn xài 100 này nhiều lắm. Nếu mà có 1.000 người, mỗi người xài 100, đó là 100.000 một tháng đó anh chị. Và nếu commission tối thiểu là 5% đó, thì mấy anh chị có 5.000 đồng mỗi tháng. Và mấy anh chị nhớ nha, 5.000 đồng mỗi tháng này nó tương đương như 2 triệu đồng tiền đô, tiền cash mấy anh chị. Cash bỏ trong nhà băng hưởng 3%. Hay là mấy anh chị có 3 cái nhà ở Florida, hay 3 cái nhà ở đâu đó đó, trả off không nợ không nần. Bây giờ cho mướn, mấy anh chị không cần phải làm chuyện đó. Mấy anh chị chỉ cần làm đơn giản những cái chuyện mà mình vừa mới nói. Và cái này là cái cơ hội cho một người bình thường, không vốn liếng, không kinh nghiệm, không có cần nhiều tài năng, không bằng cấp mấy anh chị, mình vẫn có thể làm được. Nếu mấy anh chị làm, thứ nhất, mấy anh chị phải cho nó một thời gian. Bao lâu mấy anh chị? Có thể 1 năm, có thể 2 năm. Hay là mình nghĩ là nếu mà nó cho mấy anh chị 5 năm đi nữa, nó mình nghĩ cái thời gian này nó vẫn xứng đáng như thường, mấy anh chị có nghĩ vậy không? Nếu mà mấy anh chị phải bỏ 5 năm trời, mấy anh chị nghĩ đi, một anh kỹ sư đi làm, đi học 4 năm, hay là 5 năm mấy anh chị, thì làm sao mà có được mà mỗi tháng 5.000 đều đặn, đang lúc mình đang ngủ, hay là đang ở nhà, hay là đang làm gì khác mấy anh chị? Không có. Thành ra mấy anh chị thấy, even nó là 5 năm, nó vẫn xứng đáng như thường. Đó là mình chưa kể một số mấy anh chị có thể làm được chỉ trong tầm thời gian ngắn. Nếu mà ngay từ đầu mấy anh chị phải làm cho nó đúng thôi. Và đó là lý do tại sao đó. Mình muốn mấy anh chị đó phải đơn giản hóa tất cả mọi chuyện lại. Mình nói cái sau cùng mấy anh chị. Cái mà mình hay nói là vô chiêu nó thắng hữu chiêu đó. Có nhiều khi đó cái sự đơn giản. Nó đơn giản tới cái độ nhiều người người ta không nhìn ra thôi mấy anh chị. Cái business này nó rất đơn giản. Mình đề nghị với mấy anh chị đó là cái thế mạnh của cái team Nu Việt nó nằm ở cái chỗ đơn giản. Chứ còn thế mạnh của cái team của mình nó không phải vấn đề mình rườm rà, mình có hoa hòe, hoa lá cành, màu sắc đủ mọi thứ trong 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 đời là gì. Simplify to multiply đó, mình phải đơn giản hóa nó thì mình mới có thể nhân rộng được mấy chị ha. Đơn giản bằng cách mấy chị phải tập trung vào những chuyện mà mình phải tập trung mấy chị. Đó là có 2 trang thôi. Và mình đề nghị thêm một cái trang nữa là cái flowchart hồi nãy đó. 2 trang ở đây đó có nghĩa là cái trang thứ nhất mình chỉ tập trung vào vấn đề recruiting, mình phải có người mới liên tục mấy anh chị, nó nằm ở cái trang bên tay trái đó. Conquer the future đó, conquer your future, chinh phục tương lai mấy anh chị. Nó nằm ở chỗ là nếu trong vòng 1 tháng 30 ngày mấy anh chị có từ mình trở xuống nó có 10 người đó, có thể không phải không hẳn là mấy anh chị phải làm tháng đầu tiên đó, có thể mấy anh chị phải tháng thứ nhì hay tháng thứ ba gì đó, nhưng mà mấy anh chị này để ý nè, nó giống như một chiếc máy bay vậy đó. Máy bay chỉ cất cánh khi mà nó chạy trên phi đạo đạt được tới một cái tốc độ cố định nào đó. Ví dụ như 120 mile một giờ đi.
thì tự nhiên lúc đó nó máy bay nó mới có thể cất cánh được. Thành ra cái business của mấy anh chị đó, nếu mà nó cứ là đà trên phi đạo, chạy tới chạy lui, có cảm giác như cái phi đạo sao nó ngắn quá mấy anh chị phải quay lui lại lấy trớn, nhưng mà vẫn không take off được đó mấy anh chị biết sao? Là tại vì chiếc máy bay mấy anh chị chưa đạt được đúng cái tốc độ của nó. Nó giống như nước mà nấu hoài không sôi đó mấy anh chị. Là tại vì nó có 98 độ, 99 độ nước nó vẫn không sôi. Nó cần phải có 100 độ thì nó mới sôi được mấy anh chị. Thì trong business này đó, người ta đã làm thống kê trong suốt 5-60 năm vừa rồi đó. Thì cái team của mấy anh chị chỉ có thể cất cánh khi mấy anh chị có 10 người mới từ mấy anh chị trở xuống trong vòng 30 ngày, trong vòng tháng đó. Mình không nói là 10 người này là mấy anh chị phải đi tìm 10 người nha. Mấy anh chị có thể đi tìm 3 người, mỗi người tìm 3 người. Mấy anh chị tìm 5 người, mỗi người tìm 2 người trong vòng 1 tháng. Hay là mấy anh chị may mắn nó tìm 1 người đó, người kia tìm 9 người. Cứ trong vòng 30 ngày từ 1 tay cho tới cuối tháng mấy anh chị. Nếu mấy anh chị có 10 người trong vòng tháng đó thì mình có thể bảo đảm với mấy anh chị tháng tới đó, cái business của chị mấy anh chị sẽ có. Là tại vì sao mấy anh chị? Trong 10 người đó đó, có thể 8 người, 7 người là mộng bình thường. Rồi người ta dùng cái sản phẩm, người ta đưa hỏi referral. Nhưng mà có 2-3 người mấy anh chị, thì ta là system builder đó, người ta cũng commit giống như mấy anh chị, tháng tới người ta cũng tìm 10 người tiếp tục như vậy. Người ta qua 8 cái filter, người ta commit để trở thành 10 người. Thành ra đó, cái chương trình là nếu mà ai có 10 người thì được cái áo trắng, ai có 25 người được cái áo xanh. Mấy anh chị nhìn cái hình ở bên này mấy anh chị biết. Thành ra đó, tháng này nếu mà mấy anh chị tập trung vào cái áo trắng, có nghĩa là chỉ nhắc nhở mọi người tập trung vào cái áo trắng. Và đó là cái ý định mà mình nói là về simplification, đơn giản, bằng cách mấy anh chị chỉ nhắc người ta tập trung vào cái áo trắng thôi. Làm sao tập trung vào cái áo trắng để có 10 người từ mình trở xuống đó. Và những người đó qua cái 8 filter mấy anh chị, tức là phía bên tay phải. Thứ nhất là set cái goal, business plan. Thứ hai, prospect list. Thứ ba, dùng sản phẩm. Thứ bốn, set cái ADR. Thứ năm đó là làm cái hẹn mời bạn bè lại nhà. Cái thứ sáu đó là commit, đó là tháng này hit 1,000 để mà trở thành executive trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó. Cái thứ bảy đó là giữ conference call thường xuyên. Cái thứ tám đó là đi giữ cái TEU hoặc là convention hay là mấy cái big event mấy anh chị. Cái 8 filter này đó, mình đề nghị mấy anh chị đó, mình dùng cái chữ speed, nó có nghĩa là càng nhanh càng tốt. Và mấy anh chị đứng ở phía dưới này nè, để chờ những người người ta go through 8 cái filter này đó, để coi thử ai qua lọt cái filter này thì người ta sẽ trở thành system builder. Còn nếu mà người ta qua không lọt đó mấy anh chị, thì cái chuyện đó là chuyện của người ta. Mấy anh chị không có vấn đề gì hết. Người ta có vấn đề mấy anh chị, mà thiệt ra người ta cũng phải có vấn đề đó. Vấn đề ở đây đó là mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Con người sinh ra đó mấy anh chị, mỗi người có một cái phận sự. Và mình đang trong cái quá trình mà mình đi tìm mà mấy anh chị. Đó là lý do tại sao mình dùng 8 cái filter đó, là để mình lọc, coi thử mình tìm đúng người chưa. Vì nếu mà không đúng người đó mấy anh chị, mình cũng hỏi referral tiếp. Và mình làm giống như cái sọt hồi nãy đó. Thành ra đây là cái phương pháp. Mình muốn mấy anh chị bỏ hết những cái râu ria mấy anh chị có thể nghe ở đâu đó, học ở đâu đó đó. Mình đề nghị mấy anh chị quên nó đi. Cho tới ngày nào mà mấy anh chị làm 100.000 đồng mỗi tháng đó, lúc đó mấy anh chị có thể đặt ra thêm nhiều chuyện khác. Mình không khe cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mấy anh chị chưa làm 100.000 đồng tháng thì mấy anh chị, mình đề nghị mấy anh chị cứ theo sát cái chuyện mà mình nói tối hôm nay đó. Và cái này là cái request. Để mà mình muốn có nguyên cả một cái team đó, mình chỉ hát có một bài thôi. Mình đi trên cái information mấy anh chị, mình bay theo một cái đội hình đó, để mà cái team của mình nó có thể nó đi nhanh, để có team của mấy anh chị có thể nó đi nhanh đó. Là tại vì mọi người đều tập trung vào một chuyện duy nhất thôi. Đó là cái áo trắng. Thành ra đó, bữa hôm nay là ngày 16 tây đó, mình sẽ hỏi mấy anh chị đó, trong team của mấy anh chị có bao nhiêu người sẽ qualify cho cái áo trắng. Anh chị đã qualify cho cái áo trắng chưa? Hay là mấy anh chị đã qualify cho cái áo trắng rồi đó? Thì trong số 10 người mà mấy anh chị đã có trong thời gian vừa rồi đó, ai là người qua 8 cái filter rồi? Và những người này đó, chừng nào thì người ta commit, có quyết tâm để đạt được cái áo trắng? Mấy anh chị chỉ nói chuyện chừng đó thôi mấy anh chị. Còn và mấy anh chị kêu mọi người vào conference call, người ta nghe những cái sản phẩm, nghe tối thứ 3, tối thứ 4, tối thứ 5, tối thứ 6, nghe cái bước khởi nghiệp tối thứ 2. Và mấy anh chị biết ngay là người ta sẽ biết sẽ làm gì, người ta dùng sản phẩm. Mấy anh chị hỏi thăm người ta về những cái sản phẩm nào người ta thích. Make appointment, nó giống như là cái filter số 5 mà mấy anh chị, để làm demo giới thiệu với người khác. Nó thành ra những cái đó là cái do business. Mấy anh chị phải phân biệt là mình do business, nó là một chuyện khác.
mà mình build cái business đó anh chị, nó cần hai cái trang này. Hai cái trang này mình không nói về do business anh chị. Do business đó có nghĩa là anh chị practice làm thế nào để mà dùng cái Galvanic Spa. Do business có nghĩa là anh chị phải học về những cái sản phẩm nó như thế nào. Nhưng mà khi mà mình nói về cái cạnh mình xây dựng hệ thống phân phối, nó cần hai cái trang này anh chị. Ha. Và đây là cái mà anh chị tập trung vào, mình mong là anh chị phân biệt rất rõ đó. Là khi nào khi mà mấy anh chị nói chuyện với người khác nó không có trường hợp tệ hại nữa. Mấy anh chị đừng có sợ, là tại vì nó chỉ là một trong ba trường hợp thôi. Và cả ba trường hợp đó mình luôn luôn hỏi referrals thì cái đó nó mới tạo ra một cái flow, nó không bao giờ nó ngưng được mấy anh chị. Thành ra mình hy vọng là qua cái buổi nói chuyện tối hôm nay đó, mấy anh chị thấy được khi ít nhất đó mấy anh chị. Có thể là mấy anh chị chưa làm đó, mấy anh chị vẫn còn hoang mang, vẫn còn phân vân đó. Nhưng mà ít nhất mình hy vọng mấy anh chị thấy được cái đường làm thế nào để có 5.000 mỗi tháng. Mình quá tự tin về cái sản phẩm. Có thể nói cho tới giờ phút này mấy anh chị, cái sản phẩm là sản phẩm tối ưu, sản phẩm có 102, sản phẩm mà cái nhu cầu của con người rất cao mấy anh chị. Cái điều đó là điều mà không thể chối cãi được. Và mình rất tự tin về chuyện đó. Nó chỉ có một cái là bây giờ mình có làm đúng hay làm sai thôi. Mấy anh chị có theo cái con đường mình làm hay là mấy anh chị tự nghĩ ra cái cách của mình làm đó, thì cái đó là cái quyết định của mỗi người ha. Và mình mong là mấy anh chị thấy rõ được cái con đường nó như thế nào, là tại vì không phải mấy anh chị làm đó, mà cái quan trọng là mình làm sao rồi đó, mình làm xong rồi mình phải chỉ cho người khác nữa mấy anh chị. Cái vấn đề là nhiều người làm, mỗi người làm một ít, cái đó nó mang lại cái sự thành công của mình, chứ không phải là mình cần ít người mỗi người làm nhiều mấy anh chị. Mình cần rất nhiều người mỗi người làm một ít mấy anh chị ha. Thành ra mình muốn chấm dứt với lại cái hình này đó mấy anh chị. Đây là một cái hình mà mình rất thích. Có thể là trong suốt 10 năm vừa rồi đó. Đây là cái hình mà nó cho mình một cái nhìn xa đó mấy anh chị. Là tại vì cái mà mấy anh chị thấy bây giờ đó, mình đang nói về vấn đề 5.000 đó mấy anh chị. Nó nằm ở trên cái chóp này này. Nó có một cái tiềm năng rất lớn. Người ta nói là cái người làm ra nhiều tiền nhất ở trong Nu Skin đó mấy anh chị, người đó chưa gia nhập. Hay là người đó vừa mới gia nhập trong vòng ngày hôm qua hay trong mấy tuần vừa rồi. Thì mấy anh chị nghe những người làm 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Mấy anh chị nghe những người làm 6, 70 ngàn, 50 ngàn tháng là mấy anh chị đã thấy nhiều rồi đó. Thực tế ra đó mấy anh chị, cái mà mình thấy đó nó vẫn còn nằm ở trên chóp này thôi. Nó vẫn còn nằm ở trên này. Nó nằm ở trên bề mặt mà mình có thể thấy được. Mấy anh chị chưa biết tới cái trường hợp mà khi Nu Skin, ví dụ như mình nó mở cửa thị trường ở Việt Nam đi, thì cái income của mấy anh chị có thể tăng gấp 4, gấp 8, gấp 10 lần chỉ nội trong vòng 30 ngày sau này. Và cái đó là cái mình thấy rất rõ mấy anh chị. Đó là chưa kể tới những thị trường khác. Đây là mình nói trong cái phạm vi là cộng đồng người Việt Nam không thôi. Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, cộng đồng người Việt Nam ở Pháp, cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu, ở Canada, ở châu Úc. Trong cộng đồng người Việt Nam nó không có mấy anh chị. Mấy anh chị cũng đã có thể tạo được mình, nghĩa là xây dựng cho mình một cái cơ đồ có thể là nó truyền hết thế hệ này qua thế hệ khác. Nếu mấy anh chị chỉ tập trung vào những người mình quen biết không thôi. Thành ra đó là lý do tại sao đó. Mình cảm thấy rất là comfortable để mình tập trung vào cộng đồng người Việt đó mấy anh chị. Vì mình tin tưởng là người Việt mình chịu khó, rất chịu khó. Người Việt mình chỉ cần một cái cơ hội thôi. Người Việt mình có một cái bản năng sinh tồn rất cao. Và có một cái trong cái văn hóa đó mấy anh chị, mình build cái relationship. Nó là một cái chuyện tự nhiên thôi. Và cái này network marketing là gì mấy chị? Relationship marketing mà. Thành ra cái đó nó nằm ở trong máu mình, nó nằm ở trong hơi thở của người Việt mình ấy. Và cái đó mình tin chắc rằng cái cơ hội trong thời gian sắp tới đó, nó mang lại cái sự sung túc cho rất nhiều người. Và mình hy vọng, và cái này là một cái hy vọng rất lớn, Nu Skin là nơi tụ hội của những tài năng Việt. Và mình tin chắc cái chuyện đó nó xảy ra chỉ trong vòng một thời gian sắp tới. Thành ra một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của mấy anh chị. Để mình mở cái like này để xem coi thử mấy anh chị có câu hỏi gì không. Nếu mà không đó thì mình tạm thời mình ngưng cái webinar tối hôm nay mấy anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn mấy anh chị ở Việt Nam, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Xin gặp lại mấy anh chị trong cái convention tháng tới. Cảm ơn tất cả mấy anh chị nha.